Bắt học trò tới là em không có học được đâu. Nè, cái loại một, nhớ là vòng tròn phải làm cái vòng tròn đó. Mà vòng tròn nó có nhiều loại đó. Vòng này vòng sáu, lục khí, cái này nó bát quái. Lục khí tức là ba loại khí dương, khí dương vừa, dương ít và thiếu dương, nè, rồi dương minh nè, thái dương có ba cái dương, sáu đi một vòng đều có ba sáu bước rồi nè, thấy sáu không, cái vòng nhỏ trong sáu, vòng ngoài vòng tám, còn vòng bốn vòng tứ tượng, vòng tròn có ba loại vòng, mỗi loại vòng đi nó khí khác. Hôm nay là em đi loại một, thầy chỉ là loại một ha, không có dùng vào chờ tiếp nè. Loại một là cái khi bước á, cái bàn chân phải nằm trong vòng, cái bờ ngoài phải nằm vòng và cách một bàn chân là một, thấy không? Mà cái này là bẻ năm ngón chân là một, và phải 12 giây để máu nó xuống kịp xuống dưới, nó nằm ở dưới không có nhanh được. 12 giây xong đổi, xong cái bạn bước thứ hai cũng cách cái này, mà cái này nhớ bẻ năm ngón chân này, cái này gọi là năm ngón chân. Năm ngón chân là loại cọp, con cọp nó đi vậy đó. Là một đó, 12 cứ đi được cách một loạt là một bước đó. Mà nhớ nó phải tiếp xúc với vòng tròn, tiếp xúc để chi, cái bán kính năng lượng không đổi thì cái khí tự nhiên chân nó đẩy cuộc sống không đổi, nó mà co ra bao vô cái khí thụt lên xuống khác ghê lắm á. Đó là đi vậy, là một không, nó đi vậy mà đi một vòng xuôi thì một vòng ngược, để nó có hai chiều máu lên nó xuống. Mà khi đổ chiều nó phải có nguyên tắc đi tới đây đổ chiều nè, để chặn cái bằng chân lại nha, cái này đá vô bước ra à, phải có kỹ thuật ra. Không biết là chết á, đó là, nhớ loại một em, bây giờ thầy biểu diễn năm cái là để em nghĩ nó sẽ dạy cho anh sau. Loại một là gì? Loại một là bước thường, giỏi là bước lớn, thấy chưa? Loại thường nè, bước rộng hơn nè, thấy chưa? Thành ra khi giỏi này lên cấp, lên cấp mạnh to lớn dần. Đó là loại một nè, là một cách ngồi bằng chân đó, mà mỗi cái là phải 12 giây và tập lại này phải 30 phút, chân không phải 30 phút để nó đu nguyên chu kỳ khí. Thì năm loại chân là mỗi cái 6 phút, loại một là 3 phút là một nha. Nè, là một thì đi lại cho bạn thoải mái, thở bình thường. Nếu nhắm mắt thì mình thấy ở dưới, thường thường mình mới đọc quen nữa, nhắm mắt đi thấy ở dưới mình giữ thăng bằng đó. Rồi đó là một. Bây giờ loại hai là gì? Loại hai cũng đang đứng vậy, bước tới nè, cái gối bằng nhau 12 giây, thả xuống cách một bàn. Cái này gọi là bơi trên cạn, cái này con gà, gà nó đi vậy, nó đá mạnh lắm, mà gà là có mặt nó hồng, đi hoài cái mặt hồng, không biết cái mặt, còn cái đi loại một cái vậy á, êm lắm, nữa đi êm, nó y con mèo, loại đi năm chân, còn loại con gà đi vậy, mặt hồng, con gà thấy mặt cái màu nó đỏ hồng. Mặt cái hồng nó đi là cái gối bằng nhau nè, thấy giống gà không? Cái chân gà. Loại hai cái đó là của đặc ma nghĩ ra. Loại ba con ngựa nè, ngước mũi chân vô cái bắp chuối cứng, duỗi cái bắp chân ra cả, rồi mới để cho con ngựa nó chạy vậy đó nè, băng băng ngóc ngóc ngựa nè, rước mỗi chân sau có chuỗi cứng á. Cái này trong quân đội hay đi điệu quá, ba đó tụi Liên Xô như thành ra nó bộ binh nó đi 50 cây số không biết mỏi chân, trời không hiểu cái bí mật của người ta. Con ngựa mà đi, con ngựa nó chạy xa lắm, ngựa là vua chạy đường xa, ngựa khi đi ngàn dặm không mỏi chân nè. 12 giây thả, 12 giây xuống là loại ba. Loại bốn là con cò, tất cả đình chuộng còn đứng chân, rồi luyện cái chân đứng một chân nè, để vậy đứng lên trong 12, 1, 2, 3, 4, 12 giây xong đổi chân cũng bằng một khoảng cách để xuống 12 giây. Bên này cũng vậy.
có 12 giây, đó là 4. Từ dưới đứng lên, cái dở mặn chân sau đứng lên là 12 giây. Rồi đổi. Tất cả các bài đều có 12 giây mới được đổi, để máu huyết nó chạy được. Xuống cái chân nó xa lắm, 12 giây nó xuống phía dưới lắm. Loại 5 là đi bằng cái gót. Để cái gót xuống. Chịu cái gót, dở chân lên. Một giây thôi. Xong bên này như vậy. Chịu. Rồi. 5 loại. Mà đi một dòng xuôi, dòng được. Mà khi đổi dòng, nhớ là đang đi tới đây, đổi dòng phải chặn ngang vậy. Rút vô, đá vô đây, bung ra mới được đi. Thì khí huyết nó mới đi, nó xoáy nó mới đúng rồi.